Cho anh em một số, đây là một số combo, một cái bộ mà hiện tại đây là bên công ty mình đang có. Đây mình chuyên bán cái dòng máy Lifan 125, này thì kéo cực khỏe luôn anh em nhé. Đấy, công suất đủ mà máy mới 100%. Đây, máy đủ công suất 125. Còn mình sẽ bán combo đủ theo bộ này. Đây. Một bộ hộp số đảo chiều. Đây, mình có thể tháo ra. Đấy, hộp số đảo chiều hàng của Đài Loan nhé. Còn máy Lifan hàng của Trung Quốc. Đấy, combo đủ bộ hết nhanh em nhé. Tháo lắp dễ dàng, bắt con ốc lên này, cái là ok. Đấy, bộ độ nó đủ như này. Anh em có nhu cầu liên hệ mua hàng hai số điện thoại của mình nhé. Anh em có như đi qua, anh em ủng hộ kênh, anh em nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Đấy, và mình sẽ bán lẻ tất cả phụ kiện này. Anh em muốn mua cái gì thì mình sẽ từng món mình bán được. Lốp mình bán rời, hầu lệch nha anh em nhé. Đầu lệch mình bán rời hết, chi tiết máy như nhíp này, nhíp mình bán rời hết, nhíp này chuyên dụng cho xe ba bánh, nhíp lăm lái anh em nhé, đấy, quá đẹp luôn, nay mình combo đủ bộ luôn hết, cầu, bánh này, cái này hộp số đảo chiều, này anh em lưu ý đi theo là mình vẫn có cả hai khớp đấy, hai khớp mình quên mình vứt ở trong kia khó bới quá, lúc nào trong nhà cũng có hàng anh em nhé, để đặt là khó đây. Còn anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình thì để mình sẽ báo giá cụ thể nhé. Đấy, từng món một bây giờ cũng nhiều người bán lắm, nhiều người bán nên là mình anh em cứ gọi điện đi, có Zalo hết anh em nhé. Thì mình thông số lốp thì mình theo dõi đây là mình gá tạm thôi. Đây là thông số lốp 400-12 nhé, lắp chuyên dụng cho cái dòng cầu lệch này. Đấy, cầu này nó háng tùy anh em đặt, nếu mà anh em đặt bên mình có sẵn là cầu 1 mét. Đấy, cầu 1 mét thôi nhá. Thế anh em đặt là cái cầu nó ngắn hơn tí thì có cầu ngắn hơn, nó dao động từ 75 đến 1 mét 1. Còn máy này, tất cả loại máy nhưng mà mình ok nhất là cái dòng máy này là chạy ổn định nhất này, mà máy mới mà ngon nhất. Đấy, nhíp mình bán rời combo bộ như vậy thôi. Còn anh em thích bộ số mạnh, có cả bộ số mạnh luôn. Đây là bộ số mạnh anh em nhé. Đây là hộp số tăng tải cho dòng cầu này luôn. Đấy, anh em mà đang chở lăm tạ, anh muốn kéo nó 1 tấn thì anh em chỉ cần kéo cái cần này lên là nó gắn trực tiếp vào đầu cầu nhé. Đấy, gắn trực tiếp đầu cầu này, anh em có thể tăng tải lên được cả tấn luôn. Đấy, tùy theo anh em chở lặng hay nhẹ, cái công suất máy có thể tải, nếu mà anh em kéo 5-7 tạ thoải mái luôn. Nhưng cái động cơ này, và anh em thích kéo lại thêm nữa mà đường đèo dốc thì anh em nên mua số này nữa là ok nhất. Đấy, combo mình giới thiệu đủ như vậy hết rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha anh em nha. Đây, 0364011683 và 0983198883. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Rồi, chào tất cả anh em.